Chào các em học sinh lớp 6 trường Ngô Thời Nhiệm đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Như các em đã được học, các cái thành phần của không khí gồm 78% là khí nitơ, 21% là khí oxy và 1% là hơi nước và các khí khác. Tuy chỉ chiếm 1% nhưng hơi nước có vai trò rất là quan trọng. Vậy đâu là nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển và quá trình tạo thành mưa như thế nào? Để hiểu rõ hơn, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay. Bài 20 Hơi nước trong không khí mưa. Nội dung bài học của chúng ta gồm 2 phần. Phần 1 Hơi nước và độ ẩm của không khí. Phần 2 Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Trước tiên cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 1. Hơi nước và độ ẩm của không khí. Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định do hiện tượng bốc hơi của nước trong biển và đại dương, sông hồ, thực vật, động vật thải ra và cả hoạt động của con người. Vậy thì đâu là nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển? Tuy nhiên, cái nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển vẫn là nước trong biển và đại dương. Vậy thì trong không khí có độ ẩm hay không? Trong không khí có độ ẩm, vậy thì tại sao trong không khí lại có độ ẩm? Do không khí có chứa một cái lượng hơi nước nên là không khí có độ ẩm. Vậy thì để đo độ ẩm của không khí, người ta sử dụng một dụng cụ đo được gọi là ẩm kế. Và nhiệt độ và các thành phần của không khí nó ảnh hưởng như thế nào? Các em quan sát bản lượng hơi nước tối đa trong không khí. Chúng ta thấy được khi nhiệt độ 0 độ C, lượng hơi nước tối đa chứa được là 2 gram trên mét khối. Khi nhiệt độ 10 độ C, lượng hơi nước tối đa chiếm được là 5 gram trên mét khối. Khi nhiệt độ 20 độ C, lượng hơi nước chứa được là 17 gram trên mét khối. Và khi nhiệt độ 30 độ C thì lượng hơi nước chứa được là 30 gram trên mét khối. Từ đây ta có thể thấy được rằng khi nhiệt độ càng cao thì lượng hơi nước chứa được càng nhiều. Hay ta nói cách khác là nhiệt độ tỷ lệ thuận với lượng hơi nước. Tuy nhiên, sức chứa nó cũng có hạn. Khi không khí đã chứa được một lượng hơi nước tối đa, ta gọi không khí đã bão hòa hơi nước và sẽ không chứa thêm được nữa. Và khi không khí đã bão hòa thì vẫn được cung cấp thêm nước hay bị lạnh đi do bốc lên cao hoặc là do tiếp xúc với khối khí lạnh, thì khi đó hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành hạt nước. Và hiện tượng này gọi là sự ngưng tụ. Và không khí khi ngưng tụ sẽ sinh ra các cái hiện tượng mây, mưa và sương. Đó là chúng ta đã tìm hiểu xong về cái nội dung của phần 1. Các em cần nắm được cho cô như thế nào gọi là sự ngưng tụ và quá trình bão hòa hơi nước là như thế nào và mối liên hệ giữa nhiệt độ và các thành phần chứa hơi nước. Vậy, quá trình tạo thành mưa như thế nào và sự phân bố lượng mưa trên trái đất ra sao, chúng ta sẽ tiếp tục ở phần 2, mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Các em quan sát cái sơ đồ cho cô. Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành hạt nhỏ và tạo thành mây. Và khi gặp cái điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục sẽ ngưng tụ và làm cho các cái hạt nước to dần rơi xuống mưa. Thì đây là quá trình hình thành mưa. Và có một số cái loại mưa mà trong thực tế chúng ta đã được thấy: mưa gào nè, mưa dầm, mưa phùn, mưa đá và mưa tuyết. Vậy thì làm sao để mà tính được cái lượng mưa của một địa phương nào? Để tính lượng mưa ở một địa phương, người ta sử dụng một dụng cụ đo, đó gọi là thùng đo mưa hay còn gọi là vũ kế. Tương tự như cô muốn tính lượng mưa trong ngày thì cô sẽ tính bằng cách chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa sau các trận mưa trong ngày. Để tính lượng mưa trong tháng, chúng ta cộng lượng mưa của tất cả các ngày trong tháng. Tính lượng mưa trong năm, cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng.
và để tính lượng mưa trung bình năm cộng lượng mưa nhiều năm chia cho số năm. Đây là công thức tính lượng mưa tháng năm và lượng mưa trung bình năm các con cần nắm được cho cô. Và để hiểu rõ hơn, cô có một bài tập. Dựa vào bảng số liệu lượng mưa thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 cho tới tháng 12, cô có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu thứ hai, hãy tính lượng mưa trong các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Thì chúng ta đã có được công thức để tính lượng mưa. Ở đây, để tính lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh, cô cộng tất cả các lượng mưa trong 12 tháng lại. Cô sẽ được cái lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh trong năm là 1931,1 mm. Tương tự, để tính lượng mưa các tháng của mùa mưa, cô sẽ cộng tất cả các tháng trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Cô sẽ được 1687,3 mm lượng mưa trong mùa mưa. Và tổng lượng mưa trong các tháng ở mùa khô từ tháng 11 cho tới tháng 4, cô sẽ được là 2243,8 mm. Bài tập này các em về, để cụ thể hơn chúng ta về làm cái bài tập ở trong sách giáo khoa trang 64, các em sẽ hình dung ra rõ hơn. Và tiếp tục, ở cái bản đồ, các em quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới. Các em lưu ý, khi mà chúng ta quan sát đến bản đồ thì chúng ta phải lưu ý đến bảng chú thích. Đây là các cái gam màu, nó sẽ thể hiện cho mức độ của lượng mưa ở từng khu vực. Cô chẳng hạn như lượng mưa trên 2000 mm sẽ được thể hiện bằng màu xanh đậm. Và lượng mưa dưới 200 mm sẽ thể hiện bằng màu xanh nhạt nhất. Vậy thì yêu cầu ở trong sách giáo khoa chúng ta là hãy xác định một số khu vực có lượng mưa trên 2000 mm. Ở đây chúng ta thấy được rằng ở khu vực Nam Mỹ, ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta, và một phần ở phía Tây của Bắc Mỹ là có lượng mưa trung bình năm trên 2000 mm. Tương tự, các em xác định cho cô khu vực dưới 200 mm là ở khu vực Bắc Phi, khu vực Đông Bắc Châu Á và khu vực Bắc Mỹ và một trung tâm của Australia. Từ đây chúng ta có thể rút ra được nhận xét là lượng mưa phân bố không đồng đều từ xích đạo tới cực. Các em thấy rõ ràng là nó phân bố không hề đồng đều. Do đó nó dẫn đến cái hiện tượng là có một số khu vực nó sẽ bị khô hạn, hạn hán. Chẳng hạn như hiện nay là ở Việt Nam chúng ta, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra cái hiện tượng mà hạn hán rất là nghiêm trọng, nguồn nước hầu như là cạn kiệt. Do đó các em phải có cái ý thức sử dụng hợp lý nguồn nước. Và ở cái bài này các em cần nắm được cho cô như là hơi nước. Nguồn cung cấp hơi nước là ao hồ, sông ngòi, biển và đại dương. Nhưng mà phải nắm được cho cô là đâu là nguồn cung cấp chính và mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước trong không khí. Mưa thì phải nắm được cái quá trình tạo thành mưa. Các tính lượng mưa gồm có lượng mưa trung bình năm, lượng mưa tháng và sự phân bố lượng mưa. Nhớ được cho cô là lượng mưa phân bố không đồng đều từ xích đạo tới cực. Đó là phần dặn dò các em về học bài cũ và làm bài tập sách giáo khoa trang 64 cho cô. Xem lại bài mới, bài 21 thực hành. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc tất cả các em học tập tốt. Gặp lại các em trong tiết học sau.